Hello, tất cả mọi người đã trở lại với kênh Tiến Thợ Xây. Chúc mọi người một ngày mới thật là tốt lành, gặp nhiều may mắn. Ai mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình sẽ ra nhiều video hay hơn để gửi tới mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu cho mọi người cách đọc bản vẽ chi tiết, quét vệ sinh nha. Nói chung là VKép đấy, VKC đấy. Như trong hình vẽ là mình đã có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì đây là một cái nhà vệ sinh mọi người này. Đây là khu cái lavabo này, lavabo chậu rửa này. Đây là có một cái cửa vào, đây là cái nhà đặt bồn cầu này, bệt này. Đây là một cái ô cửa kính này, và chỗ này là sen tắm này. Đấy. Còn khu vực đây là chỗ này là cái hộp kỹ thuật nữa nha, đường ống đi tất trong này nha. Đấy. Đấy, có một cái nhà vệ sinh đây, nhà tắm đây, gác đây, tất ở đây. Bây giờ mình sẽ quay để chi tiết cho mọi người để cách đọc chi tiết bản vẽ của nhà vệ sinh. Luôn là V kép. Mọi người cùng theo dõi mình nha. Đây thì cái mặt bằng cả nãy đấy, bây giờ ở đây mọi người mình sẽ điển hình luôn mọi người. Đây lavabo đây, bệt đây, ở đây có một cái cửa đi vào mọi người nha. Chỗ này là để không gian, này là từ đây sang đây là không có cửa trống luôn mọi người nhé, chỉ xây tường thôi trống, đi vào đây mới có cửa mọi người nhé. Đấy. Bên này là có một cái gương này, đi vào đây có một cái cửa này, cửa vào đây là cái bệt bệt xí ở đây này. Còn hệ thống đây là cửa vách kính mọi người, đây vách kính, đây vách kính cao là 2 mét, đây vách kính nhá. À, đây. Đây là sen tắm đấy mọi người, đấy đây là sen tắm nhá, rất đơn giản thôi mọi người nha. Còn khu vực đây này, khu vực này là trong cái lòng của cái trắng này, đây là trong trong này là hộp kỹ thuật này, ống đường ống nước này. Đấy. Còn đây là chi tiết lát nền này. Lát nền này. Lát nền mọi người nha. Đây lát nền của nó ghi chú đây là gạch gạch vân đá 60 60 này, đường ốp gạch vân đá này 30 60 này, đá granite này. Viên định vị, viên định vị đây mọi người nhé, viên định vị của phòng này đây, của cái ô đầu tiên thì nó lấy từ đây. Khoảng cách ngăn giữa cái đoạn cửa này thì là có một ốp, một tấm đá granite vào đây, viên định vị của cái ô này đây. Ô này thì để thông tất, xong là lắp vách kính ngăn thế này rồi. Còn đây là hệ thống cái những cái thoát sàn này, thoát nước này, chắn rác của người này. Đấy. Rác từ đây sang đây là dốc 0,03 này. Đấy. Đấy, từ đây sang đây là lát dốc 1 bằng 2% này. Đấy. Chỗ này là có vách kính, đâm ra ô bên này nó sẽ riêng, ô bên này sẽ riêng. Đây mà mọi người tưởng tượng như đây. Đấy, ô vách kính đây, ô bên này sẽ dốc nước thoát về đây, ô bên này nước sẽ thu về đây. Ô ngoài cùng nước sẽ thu về đây mọi người này. Đấy. Đấy, đây là mặt bằng chi tiết mặt bằng của quét đấy, của nhà vệ sinh đấy mọi người nhé. Đấy. Đây là mặt bằng lát nền này. Đấy. Và đây sẽ là mặt bằng ốp tường và mặt bằng để mọi thứ mọi người nhé. Đây. Cái ô ngoài cùng đấy là cái ô lavabo chậu rửa đây. Trên này là gương đấy mọi người này. Đây nó có chỉ dẫn luôn đây mọi người nhé. Đây gương soi đây. Gương soi đây. Gương soi đây. Đây. Lavabo đây. Dưới này nền này. Lavabo là lắp cao 80 phân nhá. Từ cốt không không lên cái mặt chậu. Là 80 phân. Đấy. Còn đây là hệ thống gương, gương soi. Còn đây là bồn cầu này. Đây. Gạch ốp tường đây có mọi người hết nhá, gạch 30 60 đây. Cứ chấm 30 đến đây là 30 này. 30 60 đây, nó có kích thước của nó hết rồi để cho mình lắp đặt. Còn cái sen vòi mọi người này, sen tắm này. Sen tắm hệ thống vòi vặn này, vòi sen này là để mình
điều chỉnh là từ cốt 00 lên là 85 phân, 850 được này. Đấy. Còn hệ thống đen đen này này. Ở đây là có một cái vách kính này. Đây là vách kính này. Vách kính để ngăn cái ô này này. Ô này và cái ô này là tắm nó không bắn vào đây. Đấy. Xí bệt này, sen tắm này, vách kính này, đấy. Còn trên này là trần thạch cao chịu ẩm nhá. Cái nhà vệ sinh này sẽ trần xuống khoảng độ 2 mét 6, 2 mét 66. Này. Chỉ dẫn đây, này, xem là trần bao nhiêu. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 3, 2, 7, đấy. Đây là ốp cao 27 xong là trần. Trần thạch cao chịu ẩm. Đấy. Trần thạch cao chịu ẩm nó nguyên trong cái phòng này thôi mọi người. Trong cái phòng bệt và phòng ngoài thôi. Còn phòng ngoài là không trần. Đấy. Và tất cả nó cũng ghi chú hết đây là những cái viên đen đen nhé. Cái này là ở bên kia rồi. Là viên gạch định vị, gạch sàn, gạch 60-60, tường 30-60. Ngăn giữa cái cửa thì có một viên đá granite đấy. Ghi chú đây kiểm tra kích thước khi lắp đặt thiết bị, kích thước trong bản vẽ là kích thước sau khi hoàn thiện, khi có thắc mắc xin liên hệ với kiến trúc sư. Những cái này làm được mọi người ạ, mình cũng làm nhiều rồi cho nên là những cái này thì đa số trong tầm tay của thợ xây thợ điện nước hết cho nên là nó rất dễ thôi. Ở trong này nó ghi chú nhiều lắm rồi đây. Đánh dấu từng tí một này, hình dáng các kiểu. Để nhìn qua như một căn, đây là một cái gác như thế này, là WC như thế này là mọi người cũng thể hình dung ra rồi. Đấy. Đây là chiều cái mặt bằng của nó. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Chúc mọi người một ngày làm việc thật là vui vẻ nhé. Gặp nhiều thành công nhé. Video mình đến đây xin phép được hết ạ. Mà mình sẽ mong mọi người sẽ nhớ đăng ký ủng hộ mình để mình sẽ ra nhiều video hay hơn, thực tế hơn cho mọi người cùng tham khảo nhé.